trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Đúng quý vị, đây là chương trình Bảy Nụ Cười Show. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ và sau đó chúng ta sẽ có một bàn ăn thật là to. Đây là một cái món quà mà ban tổ chức gửi tặng cho các nghệ sĩ bảy mùa đã cống hiến quá nhiều cho chương trình. Quá ổn. Khoan xí, có thiệt là ăn mà không có chuyện gì không anh? Đây, một bàn ăn rất là thịnh soạn luôn nè. Chúng ta có gọi là Wow. Tôm càng nè. Đây là Ngọc, con bé kia. Ủa đói lắm hả? Sao kêu là có một bàn ăn thịnh soạn? Mà dĩ nhiên rồi, ăn mà ăn đơn giản thì đâu gọi là chương trình. Phải có điều kiện. Thắng được ăn còn thua nhìn miệng. Mời qua bên salon ngồi. Nhìn miệng đó hả? Có nhìn miệng đó hả? Ba người ăn xong hết. Đúng không? Ủa? Có nhìn miệng đó hả? Ủa? Em tưởng mình ai cũng thắng. Được ăn. Mình phải thắng em à. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi mà ở nhà các cháu nó hay chơi. Trò chơi vỗ tay thôi. Ví dụ Trường Giang chơi luôn, này tôi chơi luôn. Nhưng mà tôi với điều kiện là mồi cho các bạn chơi. Sẽ có tiếng vỗ tay là 1 2 3 là bật á. Có nghĩa là gì? Là đi tới. Nhưng lập tức nếu em một cái thì Trường Giang là lùi lại. Khi lùi lại thì người này có quyền 1 2 3 là chuyện của họ. Nhưng cái người đầu tiên bắt đầu hư đâu bắt đầu đó. Dạ. Người đầu tiên xuất phát là đạp ga là phải. 3. Hiểu okay. Chưa? Hiểu. Thì nói lại một lần nữa. Một cái là lùi, ba cái là cứ đi theo vòng tròn thôi. 3 tiếng một lùi. Rồi. Một cái là cài số ve. Hiểu rồi. Cái đó là cái câu ngạn ngữ rồi nè, 3 tiếng một lùi người khởi hành không được ve lùi. Dĩ nhiên sau trò chơi rồi chúng ta sẽ có hai người chiến thắng thì hai người đó sẽ được đặt cách qua bên bàn kia ngồi trước. Wow. Và dĩ nhiên sẽ ăn trước luôn. Ăn thử chứ, trên là trước. Đúng không? Còn những người thua ở trong một trò chơi ở đây nữa sau trò chơi vỗ tay này xảy ra. Giấy trời cho tôi với Trinh thắng qua bển ăn hết, tôi không qua hết rồi. Hết đồ ăn rồi. Thực ra mình ăn hết được đồ ăn đó chỉ cần 1 giờ đồng hồ. Chậm chạp lắm. Chứ làm sao mà ăn hết được đồ ăn tại vì rất là nhiều món. Không có nháp không giết nha, giờ là quyết định. Vô. Rồi. Đúng rồi. Tên. Người bị loại đầu tiên là bị dạ. Ủa gì vậy? Chị hiểu chưa? Cái này phải tập trung đó nha. Mà chúng ta vừa rồi là hơi bị chậm ha. Dạ nhanh. Ok hơn. Vòng đầu nhanh tiên. Vòng này là phải nhanh ha. Từ đâu? Là bị dạ chơi với tư cách là hỗ trợ chứ không có tính đề thắng ba được thôi, mình chị đề thua ba rồi ha. Rồi để ba giùm cái. Ừ để ba giùm cái. Là không có được ăn. Không được ăn trước thôi. Không được ăn trước thôi, ăn sau thôi. Để ba giùm cái. Mình còn 9 trò chơi sao mà. Qua cái. Ừ. Giờ lại. Giờ lại. Nhìn. Nhìn nữa. Cái mèo kia nè. Đừng có giỡn với tôi. Trời ơi. Cái gì? Khá như loại. Trời, tôi làm việc ban giám khảo chưa? Thêm 3 người thua nữa, đã có 2 người thua rồi anh. Rồi, ok. Tiếp tục á. Bây giờ là từ Khả Như hỗ trợ, y chang là bây giờ hỗ trợ. Dạ rồi. Vâng. Quýnh một cái tôi quýnh liền luôn. Bắt đầu. Vinh đấy, hai người luôn chứ, hai người luôn á. Đâu có, tôi mất chỗ rồi mà. Luật chuẩn bị thì Vinh đã phạm lỗi rồi. Ừ, phạm lỗi rồi. Rồi với lại là như vậy là Vinh, Dạ và Như chồng rồi. Rồi đúng rồi, em chồng rồi. Thấy đâu bắt đầu từ đó.
Người chị á. Đây, đây, đây. Đây. Ai chiến thắng mời quên bạn ngồi ăn. Đây em, đây em. Cảm ơn anh. Anh trai. Chị dạ vẫn chưa hiểu. Anh Lộc, sao anh bỏ lu với lù? Anh né được lu với lù anh mừng lắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vừa làm chuyến tôm liền chứ hả? À, tiên đồng bằng nữ thân mến, chúng ta vừa tham gia ăn đó vừa tham gia bên đây nha. Rồi rồi, được rồi. Được được. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi mà đã từng chơi là gọi điện thoại cho người thân. Bây giờ chúng ta sẽ có khoảng 30 giây, mình sẽ nhắn tin bằng điện thoại của mình và nhắn tin cho có người mà mình muốn họ gọi cho mình. Ở đây chúng ta sẽ chơi một phiên bản mới, đó là ở đây có 5 vị trí thì ai là người bị gọi cuối cùng người đã bị phạt. Giờ nhắn luôn cho anh. Nhắn luôn phải không? Thời gian nhắn nhờ hỗ trợ cho bất kỳ ai đó, cha mẹ, anh chị em, đồng nghiệp đều được hết. 3 2 1. Nhắn tin. Ủa tôi đâu cần nhắn đúng không? Tôi thắng rồi đúng không? Đúng rồi. Ôi, khỏe quá. Hotline là 056 8424. Bạn của mình phải hỗ trợ bằng việc gọi vào số này, không gọi vào điện thoại di động của mình. Và số này chỉ dùng duy nhất cho trò chơi này. Gọi. Ai bị gọi cuối cùng hãy trông chờ vào đây là người thân của mình. Dạ alo ạ. Khoan từ từ nha, đây là chương trình 7 nụ cười xuân. Tôi chưa biết bạn là ai mà bạn sẽ biết tôi là ai rồi đúng không? Bây giờ chúng tôi đang có một trò chơi là gọi điện thoại tới cho người thân. Ai là người bị gọi cuối cùng thì người đó sẽ bị loại chương trình này và anh phải vô cùng đau đớn. Xin hỏi bạn là ai và gọi cho ai? Dạ em đang gọi cho chị. Chị Lâm Vĩ Dạ. Bỏ mời chị yêu em. Mời. Cảm ơn đây. Em trời ơi, chị ăn được liền vậy. Dạ. À, Tuy Minh Phụng hả? Em gọi cho chị Lâm Vĩ Dạ thì nói chung là Lâm Vĩ Dạ cũng ok rồi đó. Dạ, vậy là chị thắng hả anh? Không, chưa chắc thắng đâu, chị đi ăn thôi, ăn nhiều thì mập chứ có gì đâu. Dạ, dạ. Dạ em cảm ơn anh. Xin chào. Dạ. Ôi ba anh em mình á. Ôi, ủa cái team thua cuộc nè. Ủa em nhờ ai vậy? Em nhờ ai mà không thấy gọi? Alo. Dạ alo. Xin hỏi mình là ai và gọi đến cho ai ạ? Dạ em gọi đến cho Ngọc Hoàng ạ. Chị Nhã ơi, I love you. Em là ai? Alo, em là ai? Bé gọi vậy thôi xong luôn rồi. À em ở nhà tên gì? Em tên Vàng. Vàng, nãy nói Vàng đó. Vô. Yes. Wow. Ê đội mình thắng hớp luôn. Trời ơi, đội em thắng hớp luôn á. Alo, alo. Alo. Giọng trai. Đây là 7 nụ cười xuân, xin hỏi mình là ai ạ? À? Gọi cho ai ạ? À? Khả Như. Tôi chính là. Tôi chính là Diệu Lâm Đồng Nai. Tôi chính là Diệu Lâm Đồng Nai. Như vậy là Lê Diệu Lâm đang gọi cho Khả Như. Khả Như chiến thắng, xin chúc mừng. Yeah, cảm ơn Lâm. Yeah. Chị ơi, 30 nhân viên nhà em bấm cái số này, em xin anh chị nhớ. 30 nhân viên bấm số này? Ủa nhân viên mình rảnh lắm hả? Nó bấm liên tục. Một người là không thể nào mà vô được, được phải 30 đứa phối hợp lại. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn Lâm. Nhà thắng xuất trả chị kêu mà chị hành tụi tôi quá chị nhớ. Cảm ơn em, chúc em nhiều sức khỏe. Đây. Bây giờ, chiến thắng sẽ thuộc về ai? Một là Lan Ngọc, hai là Trương Thế Vinh, hai là người bị gọi quốc. Alo, Trường Giang đây, xin chào. Dạ, alo. Ai đang gọi? Dạ, vâng. Ai đi à? Dạ, con chào chú Giang, chào các anh chị. Con là người nhà của anh Trương Thế Vinh à. Con là người nhà của anh Trương Thế Vinh à. Ơ, con tên gì? Khoa. Hả? Bé Ngọc. Khoa. Ok Khoa, cảm ơn Khoa. Vời Khoa ơi. Khoa vừa đưa tiễn một đứa em gái của chú xuống vực thẳm rồi. Và những người mà được gọi, chú Vinh là cũng được ăn đồ ăn, còn em gái của chú là đang ăn năn hối cải rồi. Anh cứ để. Anh ơi, anh cúp máy đi để cho con bé em nó gọi điện cho em đi. Ok, rồi tạm biệt Khoa, chúc Khoa thật nhiều sức khỏe. Dạ rồi.
Dạ có duyên quá à. Chúng ta vẫn còn điện thoại. Nghe đi là, bạn. Là tôi đó. Nghe là đi. Tôi. Alo. Ủa, alo. Ai đó? Em anh Giang hả? Ai vậy? Em tên gì? Em Tú Hảo. Muộn rồi. À, Hảo hả con? Gọi cho chị Ngọc dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi, em kiếm chị Ngọc. Mà tuyệt vời, chị Ngọc vừa trúng được một khóa tu mùa hè. Đó vậy. Tại sao em không đợi tới ngày mai gọi cho tôi? Em đáng gọi nãy giờ 50 mấy cuộc liên tục luôn. Chúng ta hãy dành vài phút cho gia đình của họ. Tôi luôn trông chờ cuộc gọi của em. Em nói lòng là bây giờ. Là bây giờ tới đây là chị đã được về, chị được sống sót chưa? Tôi là người cuối cùng. Tôi thèm ăn quá. Còn cái sa tế tôm vô trong lẩu ngon lắm. À, cái người thua là người không được ăn và phải tính tiền bữa ăn ngày hôm nay. Đây là hóa đơn. Không, bố thuốc đã. Tôi không trả. Nói chung là Tú Hảo là một người em thân thiết đó. Thân ngày nãy lo. Tôi xin đọc về cái hóa đơn ngày hôm nay dành cho những anh em mình. Lẩu tôm càng, một lẩu. Wow, rẻ. Wow. 699k. Ồ, là ai trả gì anh ơi? Ninh Dương Lan Ngọc. Tại sao? Tempura thơm. Tempura thơm 259k. Wow. Tempura mực, một phần 359k. Heo quay da giòn, một phần 325k. Một triệu ba mấy rồi. Tôm càng nướng, ba con 450k. Oh wow, 1.7 mấy rồi. Gà chiên nguyên con, một con 456 ngàn. 2.1 rồi. Mực chiên giòn nguyên con, một phần 420k. Mực xào sa tế, một phần 370k. Total dish bill 3.338.000 đồng. Đây, hóa đơn chúng tôi đã giao nhưng bên mà, không, nhưng mà em thấy là luật nhân quả nó có thiệt. Đúng vậy. Khi đi mẹ dặn là không có chơi dơ chơi xấu. Đúng vậy. Đàn anh chơi trên đầu lên cổ đàn anh bây giờ phải chịu hình phạt. Đúng rồi, sám hối nha. Ngọc ơi, lẩu ngon không Ngọc? Cho em ăn với. Cảm ơn chị Ngọc. Cảm ơn Ngọc nha. Cảm ơn chị Ngọc. Cảm ơn bác Ngọc. Món nào cũng ngon hết chị Ngọc. Qua đây nè, qua đây nè. Qua đây cầm hũ sa tế pha chế cho tụi anh đi Ngọc. Nè, bỏ cái sa tế này vô trong cái lẩu này nè. Sa tế tôm. Sa tế tôm. Sa tế tôm. Bỏ vô. Sa tế tôm. Lắc lắc lên kìa. Có sa tế tôm nên xôm thích ta. Có sa tế tôm nên xôm thích ta. Thấy ăn mấy cái này là phải có mấy cái này cay cay ăn thì nó mới ngon. Để một miếng nè. Trời ơi, một miếng thôi. Vô đây nè, bỏ vô lẩu luôn mà. Ơi chưa cay lắm á, cho nhiều nhiều đi. Cái gì ít chứ mạnh mạnh. Ít quá nhiều nữa hả? Nửa hũ luôn. Được à, anh Giang ngồi đi. Anh ngồi đi cưng. Ê, lần đầu tiên chương trình Bảy Đồ Cửa Số mà mình được ăn đồ hoành tráng ha. Sao ngon vậy ta? Tất cả chúng ta nghiêng mình hướng về Ninh Duy Lân Ngọc. Cảm ơn em. Cảm ơn. Tuyệt vời. Nhưng mà cho em ăn với. Em ăn cũng được. Chị nhưng mà giờ em giải thích đó. Chỉ cần em giải thích ý nghĩa của đôi đũa là anh mời em ăn, anh sẽ đứng ra cho em vô đây em ngồi em ăn. Ý nghĩa của đôi đũa hả? Tại sao đôi đũa là cái đầu trên mà hình vuông, cái đầu dưới là hình tròn? Tại người ta chế như vậy chứ. Sai. Em có câu trả lời. Cái này thì dễ biết mà hả? Ủa, vậy hả? Em đã trả lời cho xem đúng không? Mẹ tròn con vuông. Nó có một phần gì đó thôi. À, có đúng không, đúng không, đúng không mấy bạn? Ủa không hả? Tại vì đầu vuông gấp không được, đầu tròn gấp mới được. Đúng rồi. Không phải. Thôi ăn thôi. Đầu vuông á là tượng trưng cho trời. Chính xác. Và đầu tròn là tượng trưng cho đất. Chính xác. Đất trời hòa hợp. Wow.
Ủa sao nó khác với bánh chưng bánh dày vậy? Không phải em. Bánh dày là hình vuông. Tại sao đôi đũa? Bánh chưng là hình vuông rồi đó. Để nhắc nhở mình khi mình cầm đôi đũa trong cái bữa cơm là mình luôn nhớ tới tạ ơn trời đất. Wow, bữa nay anh làm thật được. Không phải, để tối qua anh mới coi thầy thích tóc quà thầy dạng vậy. Cho em chén lẩu với. Không. Nói chứ cho bé Ngọc vô được không? Cài quá. Cho nó đoàn viên chút đi. Đoàn viên cho nó ngồi ngó miệng cũng được, đâu cần phải ăn đâu. Qua đi ngồi chơi, qua đi ngồi chơi. Không ngồi không thôi. Nãy giờ có món này mọi người chưa ăn, chị Ngọc ngồi xé giùm mọi người đi. Ngọc là ăn hương ăn hoa thôi. Ngon nha, nhưng mà nồi lẩu ngon lắm. Nồi lẩu cho chị miếng bún đi. Nhờ cái gì biết không, nhờ sa tế tôm đó. Có sa tế tôm trong lẩu thì tôm thế ta. Bên mình là một trong những cái bộ ba mà cũng là đỉnh cao. Thua là thua tiệt luôn. Hình phạt đơn giản thôi, chúng ta sẽ có vị trí được đánh dấu ở đây. Chúng ta sẽ ngồi. Để cho người thắng ngồi lên xe đạp. Người thua ngồi và tâm đón nhận hả? Buông bỏ đón nhận. Người thắng sẽ ngồi lên đây và chúng ta đạp. Anh gặp em mê tốc độ nữa. Tốc độ. Hãy đạp thông dong. Hãy đạp cho văng qua bên kia cánh cửa là thành công. Quá tuyệt vời. Ở đây chúng ta có ba người bị phạt, đó là Tiến Luật, Châu Thế Vinh và Thúy Ngân. Nhưng mà tôi nhớ trong thâm tâm, trong tâm trí tôi là cái đập hồi sự hồi xưa cách đây mấy tuần là Ngân có được một tấm thẻ. Nhưng mà ba nụ vẫn còn làm việc ở những số tiếp theo, nên chúng ta có phần thưởng dành cho những tập tiếp theo. Đây là lợi thế. Rồi, mời Thúy Ngân. Thẻ quýt làm cao xỉu. Thẻ quýt làm cam chiều là làm sai rồi, nhưng bây giờ có thể kêu cam chiều được. Cam đó có thể là ở đội thắng, hoặc cam đó cũng có thể là đội thua. Cô bé ơi, cam đó có thể là bên đội thắng nha em ruột. Cam có thể là đội thắng hoặc cũng có thể là đội thua. Ngân anh mệt lắm rồi. Ngân thương anh Ngân. Chiếc thẻ quyền lực đó. Người phạt đầu tiên là Trương Thế Vinh, xin mời. Mình có thể vừa đạp vừa hát bài Xe Đạp Ơi. Hai, không, ba. Em sẽ hát bài khác. Em hát một bài rất hợp với HTV, họ hay hát mỗi mùa. Đó là bài Quay Nhanh Quay, quay Nhanh. Quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Vâng, vô, 2, 3. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Trời ơi, nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Quay nhanh quay nhanh những bánh xe quay nhanh. Ôi trời ơi. Rồi, xin cảm ơn. Ôi trời ơi. Trời ơi, ghê vậy. Bịt cái mũi không? Vinh có mình cái mũi không? Giấc mơ tuyết trắng của anh Vinh đi sao? Người thứ hai, tôi xin phép hỏi Tiến Luật có ai ý kiến gì không ạ? Trời ơi, thân xác hoàn toàn không nhận ra. Anh ơi, anh nhưng mà tội nghiệp bé Phước lắm. Tại bé Phước nói là anh Luật lớn á, bé Phước làm vậy cũng sợ. Nhưng mà anh Luật cho phép nha. Không sao em, đây là cuộc chơi, thua là phải chung. Lên đi đó, cơ. Nên Phước. Em lên đi. Được. Em khoan, lên khoan đảm. Em bóp kèn nha anh Luật. Con nhỏ này nó láo thành. Ngày xưa ai là để tôi hỗ trợ em sao? Ơi ơi, nhìn thấy anh là anh đội nón bảo hiểm á.
không nên đứng dậy. Anh không cần vội, anh cứ ngồi đấy. Như vậy là cưng cưng. Trời ơi, nâng à. Trời ơi Ngân ơi, tôi hận em tới suốt cuộc đời này luôn Ngân. Bây giờ anh nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ cho em là anh không nói gì với em. Ngân. Dạ. Trà sữa hồi nãy em uống anh lo. Dạ. 20 ổ bánh anh lo. Anh đi quay một ngày đâu có bao nhiêu tiền đâu Ngân. Dạ. Tự nhiên anh khóc vậy. Anh mua 5 triệu mấy tiền đồ ăn. Đây bột rồi bánh xèo đây. Vậy vậy thì bây giờ mình có một cái deal. Lần sau mà em thua là anh trả. Được. Em thua tôi trả. Vậy thì em sử dụng đi. Tôi chọn bên nào, tôi chọn ai thì em sử dụng người đó. Okay, tôi okay. Có thể dùng tiền để tôi lo cho em. Okay. Trời ơi trời. Đúng rồi cũng được. Trở lại rồi mọi người à. Lôi Lan Ngọc ra, lôi Lan Ngọc ra. Cuối cùng người ta cũng đã trở lại rồi. Ủa mất cúp lâu lắm. Cuộc Ngọc sống ơi, em ra đây rồi. Chết rồi. Cuộc sống này rất chết. Khó đoán lòng. Em em cười tôi. Ôi lúc đầu chơi em nói ai ngốc ghét nhỉ. Bao đại nhân ơi quá quá. Bao đại nhân ơi quá quá. Bao đại nhân ơi quá quá. Vào đây. Em có nói với đầu ngốc cái đầu hả? Đây con ăn gái gái. Đây đây đây. Anh Luật cẩn thận. Nhưng mà. Nhưng cái gì nữa? Nhưng nghĩ cái gì? Ngồi xuống. Những nụ cười của em đã mất tiêu rồi. Không phải khoan đi cho em nói cái khoan. Nói đi. Nói thoải mái. Tại vì á, trong cuộc sống này á, có vay có trả em biết. Vay trả thì phải trả thôi. Nhưng Ngân có một tấm thẻ thì em cũng có một tấm thẻ mà. Lan Ngọc. Ủa thật sự là trong này là có tên ai khác ngoài tên em không? Không, không hiểu, sao? Em bóc trúng thẻ Lan Ngọc làm thì Trương Hiếp Vinh chịu. Wow. Cái này là thời á em. Ủa bóc cái gì vậy trời ơi. Ngân có một tấm thẻ thì em cũng có một tấm thẻ mà. Đổi người liền giùm em. Đợi xíu. Trời. Và Lan Ngọc có tấm thẻ là Lan Ngọc làm Trương Thế Vinh chịu. Hồi nãy em cản anh rồi mà anh không nghe. Thanh Vinh chị đến. Mời, nói chung bây giờ hết rồi, tại Vinh không có thẻ đâu. Anh chịu đúng rồi đó. Ngọc, lên đạp đi em. Chị Ngọc ơi. Đi chị Ngọc. Em bị rồi, bị nữa có cái sao người đâu. Cái người đạp xe đạp này là anh Luật. Ê. Đúng vậy. Quá. Đúng lâu lắm đó. Đúng vậy. Thả micro. Vinh ơi. Xin lỗi em. Xin lỗi gì. Ây da. Đã đến lúc. Lên luôn. Tôi chưa lên. Thì lên đi. Lên thoải mái. Ủa xanh. Bài thích, thích nhạc gì? Tôi thích bài à. Cho bài tình bạn đi. Tình bạn. Bạn tôi sáng như nắng. Lên dáng đường. Lên dáng đường. Bạn tôi sáng đạp xe. Bao nhiêu cây số vậy? 20 cây số. 20 cây số. 20 cây số xa dữ lắm. 20 cây là phải đạp nhanh lắm. Hằng đi giày thêm. Cho thêm mới hết ổn rồi. Cho thêm mới hết ổn rồi. Đưa. Thôi. Thôi. Đủ rồi. Anh khép miệng lại đi. Vô. Như vậy là chúng ta đã kết thúc ngày hôm nay rất là vui vẻ. Và vỗ tay cho tất cả mọi người đã ủng hộ. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả, các bạn nhỏ. Ngọc Phước thân mến, ngày hôm nay Ngọc Phước tham gia với các anh chị rất là vui và rất là hào hứng. Từ đầu giờ không có gì gọi là buồn phiền cả. Dạ đúng. Cảm xúc ngày hôm nay sao? Cảm xúc của em thấy thỏa mãn. Khi anh Luật bị vậy đúng không? Không, ý là khi anh Luật bị như vậy mà cái đôi bàn chân của em là người đạp anh Luật dẫn anh như vậy á. Em... Ủa? Em buồn lắm. Em buồn lắm hả? Em buồn lắm. Em buồn lắm. Không phải, ý là tại... Là em buồn cười á. Và đặc biệt ngày hôm nay em chứng kiến một cái người idol của em trưởng thành hơn
dạng dĩ hơn, rồi trải nghiệm nhiều hơn, thì em còn cảm thấy là hôm nay của em thật sự rất hạnh phúc. Em cảm ơn anh Luật. Ủa, idol của em là ai mà chị? Là anh đó. Đạp vô mặt idol. Vậy là em đạp vô mặt idol rồi. Không có, cái bánh xe nó ấy á, em là gián tiếp thôi. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.